Hi, xin chào tất cả mọi người. Mọi người xuống bếp cùng Hàng nấu thịt kho với bắp nha. Cả nhà xuống bếp cùng Hàng. Trước tiên Hàng lấy một cái bếp, Hàng luộc thịt. Hàng đổ nước vào. Hàng cho một tí nước mắm. Hàng đá thịt và lột cho cả nhà. Thịt hàng lột hàng giáp cho cả nhà. Hàng khoa, Hàng để một miếng đường, Hàng thắng màu. Hàng thắng nước đường thắng nước màu đã xong rồi. Bây giờ Hàng để thịt vào. Hàng cho gừng vào đậu hành. Mình lấy một miếng đường. Bột ngọt. Nước mắm. Và nước. Hàng thả bắp vào luôn cả nhà. Rồi Hàng đậy nắp lại. Hàng mở nắp ra xem cả nhà. Thơm quá. Nước chứa sắc gì mấy. Hàng đợi một tí nữa.
Thịt của Hằng đã chín rồi nha cả nhà. Giờ Hằng múc ra. Cái xung quanh đi. Đây là thịt kho bắp của Hằng đây. Mời cả nhà cùng ăn với Hằng nha. Này Hằng ăn với cơm. Mà Hằng không ăn cơm, Hằng ăn không nha cả nhà. Miếng thịt rất là bùi luôn đó nha. Bùi và ngọt tại vì mình có để bắp. Có chất ngọt của bắp ra đó nha. Mình ăn miếng bắp. Video của Hằng đến đây đã kết thúc, mời cả nhà đón xem video tiếp theo của Hằng nha. Bye bye cả nhà.